Vâng, em xin chào quý vị nha. Thì là trước đó em có đưa lên một cái lô sản phẩm gồm có 3 cái sản phẩm dàn mini phiên bản đặc biệt cũng như là phiên bản giới hạn, đấy, phiên bản hiếm của Onkyo của Denon nha, gồm có một con Denon MG35NT, một con Onkyo V7 phiên bản giới hạn và một con 9A nha. Thì là có rất nhiều quý vị tò mò về cái con Onkyo V7 mà phiên bản kỷ niệm 30-40 năm thì nó thành lập mà em có nói ở clip trước này. Thì cái bài viết đấy thì là em cũng đọc được khá lâu rồi và bây giờ em tìm lại thì cũng không tìm được, bởi vì đợt đấy cũng mầy mò bằng toàn tiếng Anh nên là cũng không được chính xác cái từ khóa mình dùng là gì nữa đấy. Thì là con này là con V7 nhé, phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30-40 năm thì đã thành lập công ty Onkyo rồi đấy. Thì là nó ra cái phiên bản là loa V7 và loa 062A này nhá. Thì là được đánh giá rất là cao và được khá là nhiều anh em là săn đón. Thì là hôm nay em đưa lên đây nhá, đưa lên đây test quý vị nhá, cho quý vị thỏa cái trí tò mò của quý vị cũng như là để giải tỏa những thắc mắc của quý vị về cái việc là em ơi giàn nó có chạy không. Thì đương nhiên là giàn phải chạy, em đưa lên rồi. Đây, đây là đường điện thoại nhá. Đấy thì quý vị rất nhiều quý vị em thử đoạn nhạc nó nhiều bát thì để xem âm thanh nó bát nó có mạnh không, vì rất nhiều người thích cái con V7. Thì dòng V7 này ở cái đặc điểm là nó chỉnh được bát tép và tiếng bát của nó nghe rất là sâu chắc, nghe rất là phê nhé. Thì với con V7 thì tiếng bát nó rất chắc, rồi con sông 62A này thì còn chắc hơn nữa nhé, nghe tiếng rất là nó đầm đấy, rất là sâu tiếng và nghe lâu nó không bị mệt, nhưng một số các dòng khác nghe bị ù và nó khi mà chúng ta nghe chỉ được một tí là chúng ta cảm thấy rất là mệt, chép nó xoáy vào tai nghe rất là khó chịu. Thì cái phiên bản này thì nó xử lý rất tốt cái tình trạng đó nhé, nghe lâu nghe rất là hay, rất là thấm luôn. Này, xin mời quý vị thử nghe một đoạn xem như nào nhé. Em sẽ thử một đoạn nhạc bát trước nha, sau đó sẽ phục vụ cho quý vị nào ai nghe nhạc vàng ở phía sau nhé. Và con này giá của nó nhờ là 3.390.000 đồng nhá. Đấy, 3.390.000 đồng. Đấy, những con này thì đáng lý ra phải bán cao hơn nữa thôi, nhưng mà thôi để cho quý vị như thế thôi. Mùng 1 tháng 5 thì là khuyến mại. Đấy nhá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ ở đây nhé, số điện thoại ở đây nhé. Xoáy vào tai như một số phiên bản khác. Em sẽ chuyển nó sang CD nhé. Em sẽ chuyển sang CD để cho quý vị thưởng thức một đoạn nhạc vàng nhé. Đấy. Phượng Sài Gòn anh vẫn nhớ, vừa quay vừa no nắng đây đó sân trường tầng cánh hoa tím giờ thăm nhau tan lốc chung đường, anh mang hoa đôi má em hồng để em hóa thân nàng tiên xuống thăm trần gian. Phượng Sài Gòn chim vẫn hót xưa bối học tìm hồi trong ra chơi quanh thân cây. Đấy, anh khắc tên mình bên tên em muốn tên Phượng. Phượng thương mến yêu loài hoa vân vương mộng mùa hè Cali, anh nhớ Sài Gòn
phượng hồng ban trưa khoe sắc gọi muôn. Em ghé ngôi trường phường rơi tan tác, gom góp kỷ niệm mà thương nỗi tiếc. Nằm nhớ nhau thêm ta tiếc kỷ niệm để nhớ thêm. Chiều buồn ca ly anh nhớ Sài Gòn, người tình hoa vân duyên dáng mặn mà. Năm ngón nõng nà bàn tay xinh xắn, em vẫy tay chào ngày đó chưa phai. Còn mãi trong anh áo em học trò, còn mãi trong anh phượng Sài Gòn hoa đẹp. Đấy, nghe rất là hay luôn nhá. Đây đây nhá, cái này em xin phép là sẽ quay một chút nữa về cái loa nhá, cho quý vị nào ai mà chưa xem cái clip trước thì xem một clip này nó tiện nhá. Đấy, loa của nó đẹp luôn, thì xem cục rời nhá. Đây cục, đây cục đây nhá, cục công suất đây. Đấy, hàng đẹp, rất là đẹp quý vị nhá, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, quý vị xem rất tuyệt vời nhá. Đây loa, đấy đẹp quá, đẹp luôn nha. Thùng bách còn rất ok nhá, rất ok luôn. Đấy, thùng bách rất ok luôn nhá. Đấy, ok nhá. Đây căng của nó đây nhá, căng của nó đây. Em đã lựa được cho quý vị hai cái căng rất đẹp đấy rồi nhá. Ok luôn này nhá. Đấy, ngày đó chưa còn mãi trong anh đây. Còn anh ạ. Là em có lẽ đây sẽ phải dừng video tại đây vì đang có khách hàng ở đây rồi nhé. Số điện thoại bên em là 0966 59181, địa chỉ cửa hàng tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Liên hệ Đức cho em nhé, 0966 59181. Vâng, thì mọi thông tin chi tiết thì liên hệ ở số điện thoại ở đây nhé. Và con này nhé, xin đọc lại giá của bộ dàn này nhé. Giá của nó là 3.390.000 đồng nhé. Bình thường ra những bộ như thế này, đặc biệt như này phải là 3.700.000 đấy. Và anh Đức yêu cầu em bán là tối thiểu là 3.450.000 đồng, nhưng mà thôi thì là mùng 1 tháng 5 nhé, thì em cũng giảm giá thêm một tí xíu nữa. Em xin mạn phép tự giảm giá thêm một tí xíu nữa là 3.390.000 đồng cho con này nhé. Thì quý vị ai có nhu cầu liên hệ sớm nhé. Và xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em nhé. Xin chào mọi người.